để mọi người chưa ạ? Phần tiếp theo còn nóng hơn nữa. Và bây giờ không để mọi người chờ lâu nữa, Phố B sẽ tiếp tục đốt cháy cái không khí của tối ngày hôm nay. Và cho Kiều Anh xin phép được mời mọi người một chiếc bia được không ạ? Quen thuộc của một anh chàng nghệ sĩ tên là Nam, đó là Vinh Quốc. Mọi người cùng lắng nghe xem ca khúc này là ca khúc gì nha.